Sau tranh cãi về ồn ào phát ngôn và thái độ trịch thượng, Hoàng Thùy Linh đang gấp rút chuẩn bị cho concert Vietnamese. Hoàng Thùy Linh vừa chia sẻ loạt hình ảnh tập luyện cho concert Vietnamese. Nữ ca sĩ đang gấp rút chuẩn bị cho concert đầu tiên trong sự nghiệp. Cô viết, biết ơn cuộc đời vì được lao động, một ngày hết mình với bên nhạc. Concert Vietnamese có chủ đề Tết đoàn viên dự kiến diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Sân khấu đêm diễn được tiết lộ đậm chất văn hóa Việt Nam thể hiện qua nhiều phong cách khác nhau như nghệ thuật Pháp Lam Huế, tranh hàng trống. Âm nhạc trong chương trình pha trộn Đông và Tây, hiện đại và truyền thống, từ cổng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế đến cello, rockbox. Trong thời điểm này, Hoàng Thùy Linh và ekip cũng đang tích cực các hoạt động truyền thông, bán vé cho show diễn đầu tiên của nữ ca sĩ. Sau hơn 10 ngày mở bán, cập nhật đến thời điểm hiện tại, thông tin từ nền tảng bán vé cho Vietnamese Concert, Hoàng Thùy Linh đã bán hết vé cho hạng vé khu vực gieo quẻ, bát vía. Trước đó, trong buổi họp báo concert, nữ ca sĩ gây tranh cãi khi có những câu trả lời phỏng vấn không đi thẳng vào vấn đề mà liên tục vòng vo, lan man, hỏi ngược lại phóng viên khiến khán giả khó chịu. Nhiều người cho rằng vì sự thiếu khôn khéo trong buổi phỏng vấn vừa rồi đã khiến Hoàng Thùy Linh kéo thêm antiphon, đồng thời ảnh hưởng không ít đến việc bán vé concert. Trước phản ứng của khán giả, Hoàng Thùy Linh đã gửi thư xin lỗi người hâm mộ. Nữ ca sĩ viết, Hoàng Thùy Linh xin được gửi lời xin lỗi chân thành đến những người đã yêu thương, tin tưởng và ở bên cạnh Linh, vì những thông tin đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người trong hơn 10 ngày vừa qua, khiến mọi người buồn lòng, đặc biệt là trước thời điểm mà chúng ta sắp được đoàn viên sau gần 2 thập kỷ yêu thương nhau. Trước đó, Hoàng Thùy Linh gây tranh cãi về phát ngôn và thái độ trịch thượng. Nữ ca sĩ xin được rút kinh nghiệm sâu sắc, xin được học hỏi và khéo léo hơn trong giao tiếp. Cô hiểu rằng bản thân có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả yêu thương vì lòng tốt nhận được từ mọi người. Đó cũng là động lực để nữ ca sĩ nỗ lực và cố gắng qua từng ấy năm.